Việt Nam U19 Australia sai một ly là đi về nước. Nếu U19 Việt Nam không cải thiện được bộ mặt của mình ở lượt trận thứ hai vòng bảng U19 Đông Nam Á 2024, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh có thể sẽ về nước sớm. U19 Việt Nam gây thất vọng lớn ở trận đấu ra quân tại U19 Đông Nam Á 2024 khi bị U19 Myanmar cầm hòa 1-1. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Nếu muốn giành vé vào bán kết, U19 Việt Nam phải giành chiến thắng trước U19 Australia ở lượt trận thứ hai, hoặc không được thua rồi sau đó chờ kết quả thuận lợi ở các bảng đấu khác để tìm kiếm cơ hội của mình. Tuy nhiên, kịch bản đẹp nhất là thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh phải giành chiến thắng trước U19 Australia. Nếu làm được điều này, U19 Việt Nam sẽ nắm trong tay quyền tự quyết trước khi đối đầu với U19 Lào ở trận cuối. Mặc dù vậy, để giành chiến thắng trước U19 Australia là điều không đơn giản. Những gì mà đội bóng này thể hiện ở trận ra quân trước U19 Lào cho thấy, họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Đó là trận đấu mà U19 Australia chưa biết người biết ta, họ chưa bung hết sức nhưng vẫn thắng với tỷ số đậm 6-0 trước U19 Lào. Do vậy, hàng thủ của U19 Việt Nam cần phải đề cao cảnh giác. Trong trận ra quân, U19 Việt Nam bị U19 Myanmar chơi lấn lướt. Đặc biệt, hàng thủ của U19 Việt Nam thường xuyên để lộ khoảng trống và bị đối phương khai thác. Nếu như không có cột dọc cứu thua, có lẽ U19 Việt Nam không có được một điểm ở trận ra quân. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Australia, tiền vệ Công Phương cho biết U19 Australia rõ ràng là một đội bóng mạnh, nhưng bóng đá thì không nói trước được. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào công việc của mình, tập luyện và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu. Toàn đội quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất. Trước đối thủ có thể hình, thể lực và trình độ cao hơn, U19 Việt Nam cần phải chơi với trên 100% khả năng mới có cơ hội gây bất ngờ. Nếu như chúng ta vẫn chơi mơ ngủ như trận đấu trước, U19 Việt Nam có thể sẽ phải về nước sớm. Trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Australia sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 7 tới. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.